Xin chào anh chị, hôm nay chúng tôi sẽ bàn về chủ đề giá nhà đất Hà Nội tăng nóng trong thời gian ngắn từ Tết đến giờ. Có nên đầu tư bất động sản lúc này hay không? Đây là câu hỏi được rất nhiều người quan tâm. Liệu giá có tăng tiếp hay không? Mua bây giờ hay thời gian tới sẽ phải mua với giá cao hơn? Anh chị cũng biết là từ Tết tới giờ giá bất động sản Hà Nội có nhịp bật tăng mạnh. Trên Zalo, Facebook, anh em post hình ảnh đặt cọc công chứng xem hàng lấy số rất nhộn nhịp. Vậy thì có nên xuống tiền lúc này hay không? Hay tiếp tục quan sát và chờ đợi? Đây là câu hỏi khiến nhiều người băn khoăn. Bởi bây giờ cầm tiền thì không yên tâm. Giá nhà đất thì tăng, giá vàng tăng, đô tăng, giá coin cũng tăng. Trong khi gửi tiết kiệm thì lãi suất rất thấp, chỉ dưới 5% trên một năm. Việc này khiến cho người cầm tiền khá là sốt ruột. Chắc có lẽ cũng bởi vì lãi suất tiết kiệm thấp nên nhiều người không muốn gửi tiền mà đem tiền đi mua bất động sản, nên cũng góp phần làm cho giá bất động sản có nhịp tăng mạnh từ Tết tới giờ. Cùng với đó là những hiệu ứng của ba luật mới được thông qua, đó là luật đất đai, luật nhà ở và luật kinh doanh bất động sản. Trong đó có những điểm mới như là định giá đất theo giá thị trường, siết lại hoạt động phân lô tách thửa, hay kiều bào nước ngoài cũng được sở hữu bất động sản ở trong nước như bình thường, là những điểm mà mọi người nghĩ rằng sẽ có tác động làm cho giá bất động sản sẽ chuyển biến tăng và có thể sẽ còn tăng trong thời gian tới, nên cũng có nhiều người lo ngại nếu không mua lúc này thì sắp tới sẽ phải mua với giá cao hơn. Tuy nhiên, theo quan điểm của chúng tôi thì đây là lúc mà anh chị cần phải rất thận trọng. Nếu anh chị đang đi tìm mua một căn chung cư đầu tiên để ở thì có thể chờ đợi thêm, vì chung cư đã có một nhịp tăng nóng kéo dài trong suốt thời gian qua, và chúng tôi cho rằng giá chung cư hiện nay đã ở vùng đỉnh giá. Còn với nhà đất thì sao? Lượng hàng tồn kho của các chủ tư vẫn còn khá nhiều, và chúng tôi không cho rằng lãi suất thấp sẽ tiếp tục được duy trì trong thời gian dài, nên các anh chị tìm mua nhà đất để đầu tư cũng cần phải thận trọng, vì lãi suất cao thì luôn là kẻ thù của bất động sản. Còn nhớ năm 2022, khi ngân hàng nhà nước nâng lãi suất để kiềm chế lạm phát thì bất động sản ngay lập tức bị lao dốc. Bên cạnh đó là một số các cái biện pháp về mặt hành chính, nếu thị trường mà nóng quá thì cơ quan điều hành sẽ phải can thiệp. Còn nhớ năm 2022, một số các cái biện pháp về mặt hành chính đã được cơ quan quản lý áp dụng, đó là cấm phân lô tách thửa, thanh kiểm tra, bắt bớ một số người, hay là trả hồ sơ chuyển nhượng nếu như mà anh chị ghi giá trong hợp đồng mua bán nó thấp hơn so với giá thực tế, thậm chí là có thể chuyển sang cơ quan công an để điều tra về hành vi trốn thuế. Đó là những biện pháp mà cơ quan quản lý đã áp dụng để hạ nhiệt thị trường bất động sản trong năm 2022, khi mà thị trường phát triển quá nóng. Và ngay sau đó điều gì diễn ra thì tất cả mọi người chúng ta cũng đã biết. Trên đây là quan điểm của chúng tôi về vấn đề giá nhà đất Hà Nội tăng nóng trong thời gian ngắn từ Tết tới nay ở rất nhiều phân khúc, từ chung cư cho tới biệt thự liền kề, nhà đất thổ cư. Và quan điểm của chúng tôi về việc là anh chị có nên mua đầu tư, có nên xuống tiền mua lúc này hay không. Còn anh chị có quan điểm như thế nào thì anh chị có thể để lại quan điểm của mình ở phần bình luận để chúng tôi được biết. Xin chào và xin hẹn gặp lại anh chị ở những video tiếp theo.